Bị trĩ làm gì cũng khó. Có tốt trĩ, nguồn gốc thảo dược giảm đau rát, làm bình vững thành mạch, chống chảy máu. Còn muối trĩ không dùng tốt trĩ cho phụ nữ có thai, người cao huyết áp, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tốt trĩ cho người bệnh trĩ, sản phẩm của Trafaco.